ngọc thơ thời báo chấm d kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin tổng trọng vẽ bùa thủ chính bước mãi không qua càng ngày ông trọng càng chứng tỏ ông quá mạnh so với phần còn lại trong đảng của ông ông phạm minh chính được xem là thế lực mạnh thứ nhì nhưng xem ra người về nhì thì thua quá xa người đứng trên đỉnh cụ thể là vấn đề diệt ruồi của ông trọng ông trọng quơ tay đến đâu ruồi gục đến đấy nhưng ông chính thì không được như thế có những vụ án ông chính quơ mãi mà chẳng rụng được con mũi nào cả xem ra nội lực của ông chính không mạnh ngày 10 tháng 3 thanh tra chính phủ cho biết khi triển khai dự án trung tâm thương mại khách sạn năm sao Mường Thanh Cà Mau chủ đầu tư và cơ quan chức năng có nhiều vi phạm trong cấp chứng nhận đầu tư chứng chỉ quy hoạch giao đất xây dựng hình ảnh thanh tra chính phủ nhắm vào Mường Thanh Cà Mau Ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký văn bản thông báo kết luận thanh tra về trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng, công tác quản lý sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, việc chuyển đổi mục đích đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất xây dựng nhà ở, thanh tra các công trình, dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật ở tỉnh cà mau thành tra chính phủ là cơ quan ngang bộ cơ quan này thuộc chính quyền điều hành của ông thủ tướng phạm minh chính cơ quan này có chức năng tương đương với ủy ban kiểm tra trung ương bên bàn bí thư của ông nguyễn phú trọng tuy nhiên nếu so sánh sức mạnh trong vấn đề trừng trị quan tham thì cơ quan này rất kém người ta sợ ủy ban kiểm tra trung ương chứ không ai sợ thanh tra chính phủ hình ảnh khởi tố mà không dám bắt Lê Thanh Thản. Việc thanh tra chính phủ năm lần bảy lượt nhắm vào mường thanh của đại gia Lê Thanh Thản mà không làm gì được, chứng tỏ bên chính phủ không có uy lực. Ngày 17 tháng 1 vừa qua, Bùi Ngọc Lam, phó tổng thanh tra chính phủ, đã ký biên bản kết luận rằng dự án tổ hợp khách sạn trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam phát hiện có nhiều sai phạm liên quan đến chỉ định đầu tư cho thuê đất chuyển nhượng căn hộ. Và văn bản này cũng đã được chuyển sang cho Bộ Công an. Nhưng đến giờ vẫn không thấy ông Lê Thành Thản tróc một cái vẫy nào. Được biết từ tháng 7 năm 2019, ông Lê Thanh Thản và một số người liên quan đã bị khởi tố nhưng cơ quan điều tra không dám bắt ông và cho đến nay thanh tra chính phủ cũng đang cố tấn công vào thành trì của Lê Thanh Thản nhưng đều bất thành. Nguyên nhân là vì sao? Thực ra ông Lê Thanh Thản đang thủ lá bùa rất lợi hại. Lá bùa này được ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ký tặng khi ông Trọng dẫn đoàn Tùy Tùng đến Nghệ An. Vào ngày 30 tháng 10 năm 2017, ông đã ghé vào dự lễ sinh nhật 25 năm của tập đoàn Mường Thanh. Tại lễ sinh nhật này, ông đã tặng bốn câu thơ như lá bùa hộ mệnh cho Lê Thanh Thản. Nội dung lá bùa đó như sau. Lần này lại đến phương Đông, tình xưa nghĩa cũ mặn nồng mường thanh cố lên các chị các anh quê hương vẫn gọi sự sanh lưu truyền hình ảnh lá bùa linh thiêng do nguyễn phú trọng tặng lê thanh thản phạm minh chính không dám bước qua từ xưa đến nay được bắt tay ông nguyễn phú trọng đã là việc rất khó đối với bất kỳ đại gia nào nhưng riêng với lê thanh thản ông trọng còn tặng thơ đầy quả là mối quan hệ đặc biệt và lá bùa này sau đó đã làm cho các cơ quan thanh tra kiểm tra cơ quan tố tụng đều không dám đụng đến tội của Lê Thanh Thản thì rành rành, đã khởi tố mà không dám bắt thì chứng tỏ lá bùa này linh thiêng như thế nào. Lại một lần nữa thanh tra chính phủ gọi tên Mường Thanh và có lẽ như mọi khi bên chính phủ sẽ không thể gãy ngứa được vị đại gia có mối quan hệ đặc biệt với ông Tổng Bí Thư này. Xem ra phe ông Phạm Minh Chính còn thật sự non yếu. Chỉ vì một lá bùa của ông Tổng để lại mà Phạm Minh Chính bước mãi không qua. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo.D Chấm với bản tin Tổng trọng vẽ bùa, thủ chính bước mãi không qua Ngọc Thơ Thời Báo.D Chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng chọn đỏ hơn giỏi để bảo đảm sự lãnh đạo của đảng trong thế hệ kế tiếp Ngày 12 tháng 3, trang Asia Sentinel đăng tải bài bình luận về chính trị Việt Nam với tựa đề tạm dịch là cuộc thập tự chinh cô độc của Nguyễn Phú Trọng, của tác giả David Brown. Tác giả cho rằng, việc Tổng Bí thư Việt Nam chấp nhận hy sinh năng lực để đổi lấy sự trung thành. Hơn 10 năm qua, ông Trọng đã nỗ lực làm trong sạch Đảng Cộng sản Việt Nam, thoát khỏi tham nhũng và sự mềm yếu về giáo lý và ông không bỏ cuộc. Tháng 6 vừa qua, ông Trọng đưa ra một số thống kê ấn tượng gần 17.000 vụ án tham nhũng hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn đã bị truy tố, 175.000 đảng viên bị kỷ luật hoặc bị trừng phạt. Hình ảnh bài trên trang Asia Sentinel. Tuy nhiên, tác giả lại nhận xét, càng bỏ tù các quan chức sai phạm bao nhiêu, thì mọi thứ càng không thay đổi bấy nhiêu. Đó là một điều mang tính cấu trúc từ trên xuống dưới, nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào chất bôi trơn để hoạt động. Theo tác giả, thông thường những giao dịch tham nhũng nhất thiết được thực hiện trong bóng tối, ngoài tầm nhìn của công chúng. Nhưng ngược lại, các vụ bê bối liên quan đến Covid-19 ở Việt Nam vào cuối năm 2021 đã xảy ra một cách trắng trợn. Họ đã chạm trực tiếp vào phần lớn, tầng lớp trung lưu, bộ mặt của quốc gia trong xấu xí, những kẻ gian ác đang bị trừng phạt tác giả cho rằng những vụ bê bối công khai này tạo cho ông trọng một cái cớ để thắt chặt kỷ luật đảng sau một thập niên nhắm vào những cá nhân cơ hội ông trọng đã tái tập trung chiến dịch của mình vào vấn đề quản lý của việt nam tổng bí thư đã thúc đẩy việc sa thải kịp thời những quan chức làm việc kém hiệu quả và những người vi phạm sai phạm kết quả hai phó thủ tướng và chủ tịch nước bị thanh trừng do không để ý đến những hành vi sai trái của cấp dưới hoặc có lẽ tệ hơn vì dung túng cho những hoàn cảnh cho phép những hành vi sai trái đó phát triển. Tác giả dẫn lời chúc Tết của ông Trọng, trong đó ông đảm bảo với gần 100 triệu đồng bào rằng những sự kiện vừa qua đã củng cố và nâng cao lòng tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Mà theo tác giả đó là một sự khoe khoang khá liều lĩnh bởi vì kết quả của sự thanh trừng do quản lý yếu kém đã làm tê liệt quá trình ra quyết định trong toàn bộ bộ máy hành chính. Tác giả dẫn lời ông Michael Tatarsky trong bản tin Việt Nam Weekly nhận xét có lẽ dấu hiệu rõ ràng nhất của vụ này là sự thất bại liên tục ở các cấp chính quyền trong việc giải ngân nguồn vốn công. Dẫn lời nhà phân tích Lê Hồng Hiệp ở Singapore, một số ý kiến cho rằng không phải tất cả các quan chức này cố ý tham nhũng mà do các quy định phức tạp đặc biệt là về mua sắm công nên họ có thể vô tình phạm sai lầm và dẫn quan điểm của ông nguyễn khắc giang cho rằng bài học rút ra ở đây là chính phủ việt nam đã phục tùng đảng cộng sản một cách hiệu quả hình ảnh ông nguyễn phú trọng tổng bí thư đảng cộng sản việt nam tác giả cũng dẫn quan điểm cho rằng Mục tiêu thực sự của ông Trọng là trao đảng vào tay những tín đồ thật sự đỏ, những người có thể tin tưởng để dập tắt những sai lệch của các chuyên gia cơ hội. Và tác giả lấy dẫn chứng từ việc bổ nhiệm thành viên trẻ tuổi nhất trong Bộ Chính trị lên làm Chủ tịch nước thay ông Phúc. Tác giả nhận xét, việc đặt bộ máy chính phủ vào tay những người đỏ hơn là giỏi thì có khả năng xảy ra nhiễu loạn chính sách và bỏ lỡ cơ hội. Nhưng theo quan điểm của Tổng Bí thư, điều đó không sao cả. Ông trọng sẵn sàng hy sinh tăng trưởng kinh tế để đảm bảo rằng tại Đại hội 14 sắp tới, đường lối của Việt Nam được thiết lập bởi một đảng không bị thụt lùi về ý thức hệ. Tác giả phân tích để truyền lại nguyên vẹn di sản của mình cho người kế nhiệm đáng tin cậy. Trọng phải tập hợp đa số khi ban chấp hành Trung ương Đảng triệu tập các phiên họp vào năm 2025 để viết kịch bản cho Đại hội 14 các quyết định của đại hội sẽ được thực hiện bằng việc bỏ phiếu kính và không có gì chắc chắn rằng trong cuộc bỏ phiếu kính họ sẽ bỏ phiếu cho người mà ông trọng lựa chọn quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin ông trọng chọn đỏ hơn là giỏi để bảo đảm sự lãnh đạo của đảng trong thế hệ kế tiếp quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc thơ thời báo.d